Vâng, hôm nay Trà Tiên Đầu sẽ chia sẻ cho quý vị cái trà 400.000 trên 1 kg và cái loại trà là 100.000 trên 1 kg. Thì Trà Tiên Đầu cũng sẽ rất là mong muốn là tại sao phải chia sẻ cho anh em, để cho anh em nắm bắt được cái tình hình, không có anh em lại bảo là tại sao trà mua ở bên ngoài nó rẻ hoặc tại sao mua ở nhà mình nó đắt, chẳng hạn như vậy. Thế thì cái câu chuyện ở đây ấy, là chúng ta phải tìm hiểu cho nó thật kỹ, đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ mổ xẻ để chúng ta nắm bắt được tình hình. Thứ nhất là trên bàn chúng tôi để đó chính là hai cái mặt hàng trà. Trà ở đây ấy, thì chúng ta nhìn trên mắt thường chúng ta sẽ thấy ngay. Ví dụ như là cái trà này thì chúng ta nhìn cái là chúng ta cũng đã biết ngay nó cánh nó to hơn, đúng không ạ? Màu sắc của nó màu nó hơi hơi vàng, đúng không ạ? Đấy, màu bên này thì nó sẽ là màu kiểu như là xanh xanh đen, đúng không ạ? Đấy, đây màu xanh đen đấy, và cái cánh của nó nhỏ li ti như này, cánh rất là nhỏ, đúng không ạ? Cái đằng này ấy, thì chia sẻ với quý vị là 400.000 1 kg đấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ phân biệt tại sao nó lại là 400.000 và tại sao nó lại là 100.000. Thì bắt đầu chúng ta sẽ tìm hiểu cho nó nhanh gọn ở một cái mức độ như này. Mình hiểu nôm na, thứ nhất là cái dòng trà này là cái dòng trà chăm sóc hữu cơ. Chăm sóc hữu cơ là một cách chăm sóc rất là đặc biệt. Đấy, phân hữu cơ và chăm sóc một cách không dùng đến thuốc, gọi là bảo quản, cũng như là không dùng đến cái loại thuốc kích thích, không dùng đến thuốc hóa học. Đấy là mình đang nói với quý vị là cái cách mà chúng ta thấy được rằng là chăm sóc đấy. Hai nữa là về cái việc sao sấy, thì cái thằng này về cái sao sấy của nó thì nó cũng sẽ khó hơn cái thằng này rất là nhiều đấy, khó hơn thằng này đấy, bởi vì cái thằng này sao sấy của nó khó hơn vì lý do tại sao. Thứ nhất là khi chúng ta hái ấy, thì cái thằng này là chúng ta phải hái làm sao mà một cái đọn và 1 đến 2 lá non liền kề đấy. Thế thì đối với cái thằng này thì bao giờ nó ở cái phần đỉnh ngọn bao giờ nó cũng sao nó cũng sẽ khó hơn cái thằng này đấy. Thằng này thì sao dễ hơn, bởi vì thằng này lý do tại sao là sao dễ hơn vì là nó nhộm nhọn đấy, nhộm nhọn vì là thằng này là cái thằng mà người ta hái là nó vô tổ chức, nó không có một cái quy chuẩn nào cả, tức là miễn là búp, miễn là mầm là người ta hái. Đấy là cái thứ nhất, cho nên cái sản lượng của thằng này với sản lượng của thằng này cùng là một sào ruộng đấy bằng nhau về diện tích cây trống giống nhau, nhưng mà khi mà cách hái của thằng này, cái thằng 400 này thì nó sẽ hái cái sản lượng nó được ít hơn cái thằng này. Thằng này nó sẽ được nhiều hơn, nó nặng hơn bởi vì nó hái vô tội vạ, có khi hái 3 lá 4 lá đấy, lá non liền kề đấy, tức là như vậy. Thế thì tại sao nó lại rẻ là cũng vì là cái sản lượng nó quá nhiều. Một cái thằng này ví dụ như hái một sào nó được khoảng độ 40 cân, thì thằng này một sào là nó được khoảng độ 7 đến 80 cân. Đấy. Thì nó gần như gấp đôi rồi. Thế ví dụ như thằng này đấy là bán 400. Thằng này tại sao lại bán 100? Bởi vì cái hàng của thằng này là cái hàng nhộm, nhộm nhọn. Đúng không ạ? Nhộm nhọn. Hái vô tổ chức. Hái vô tổ chức thì bao giờ nó cũng nhanh hơn. Đấy. Thằng này hái nó kỳ công hơn. Đấy. Về cái công chăm sóc nó khác nhau. Công hái khác nhau. Công sao khác nhau. Lấy hương khác nhau. Đóng gói khác nhau. Rồi thì mọi thứ đều khác nhau. Phải nói là như vậy. Cho nên là tại sao khi mọi người đi mua trà, ví dụ như những ông thợ xây, ông ấy uống trà rất là bình thường. Chẳng hạn như vậy. Những người thợ xây thì thường thường mình đi nhiều mình biết là người ta cứ biết là uống trà, người ta cũng chẳng cần biết là trà bao nhiêu tiền, chỉ biết là trà Thái Nguyên thôi. Đấy. Thế thì trà mà mua cho thợ xây ấy, thường thường ở dưới vùng quê nhà mình ấy, thì người ta chỉ mua cái dòng trà nó rẻ tiền, bởi vì các ông thợ xây ấy là các ông ấy cũng pha vô tổ chức, đấy, pha vô tổ chức. Bởi vì người ta có phải là thẩm trà đâu, có phải là thưởng thức trà đâu, mà pha uống trà bình thường theo kiểu uống giải khát. Đấy. Chứ không phải là pha theo kiểu như mấy cái ông đắt tiền này. Mấy ông đắt tiền này thì ông lại uống theo kiểu là
À, thưởng thức. Đấy, đấy nó có hai cái khía cạnh mà chúng ta cũng nên lưu ý. Thế thì cái ông mà thợ xây thì ông uống trà này ông bảo ừ nếu mà mua phải cái chè ngon thì ông bảo à trà ngon. Đúng không ạ? Nhưng mà uống thì người ta pha ra xong bắt đầu người ta pha, người ta uống kèm với lại đá rồi thì người ta khi mà người ta hút thuốc nào xong thì bắt đầu người ta lại nhấp một chén trà kiểu như là người ta hãm ấy. Cứ miễn là trà là được. Đấy là mình cứ nói là ở trong góc độ ở vùng quê nhà mình nó là như vậy. Đấy. Cho nên là đối với cái giá trị khi chúng ta lựa chọn trà thì rẻ tiền có, vừa tiền có, đắt tiền có. Thế bây giờ thợ xây mà bây giờ đi mua cho người ta ví dụ như là cái trà đinh chẳng hạn như vậy, nó lên tới 2 3 triệu một kg thì một cái tốp thợ xây mà xây xong một cái nhà tầm khoảng 2 tầng thì chắc là phải uống hết tầm cỡ khoảng độ đến mấy chục triệu tiền trà mất. Đấy là chia sẻ cho anh em là như vậy. Đúng không ạ? Thế cho nên là cái trà mà 2 3 triệu người ta sẽ không bao giờ mua cho thợ xây uống. Chắc chắn là như vậy. Đấy, trừ khi là các bậc đại gia. Đấy, bậc đại gia thì được bao nhiêu đâu, đúng không ạ? Thế thì đấy là mình đang nói một câu chuyện để cho quý vị và các bạn là lựa chọn. Ví dụ như là thợ xây mình có thể mua cái dòng 400 này cho họ uống được. Rất là ngon. Bởi vì một cân trà này uống khá là nhiều luôn và nó lại đạt được cái chất lượng. Còn cái dòng trà này pha thì nó vừa không được nước này, rồi nó kém hơn rất là nhiều. Tiền nào của đấy. Thế cho nên là tại sao nhà mình không bao giờ có cái dòng trà 100? Bởi vì 100 nếu để mà mình ví dụ như làm ra cái dòng trà 100 này thì không phải ai cũng không làm được, mà ai người ta cũng làm được. Nhưng mà nó không đảm bảo về chất lượng. Nó không đem lại cái hiệu quả, đem lại cái chất lượng cho sản phẩm, không đem lại được cái thương hiệu. Cho nên là cái dòng trà này nhà mình bị loại bỏ, không bao giờ làm. Đấy. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta ra chợ thì chúng ta lại gặp rất nhiều các cái dòng trà như này. Phải nói là khi mà đi ra chợ mua thì lại gặp cực kỳ nhiều cái dòng trà như này. Bởi vì người ta bán ở ngoài chợ cực nhiều, 80.000 cũng có, 100 cũng có, 101, 102 cũng có. Đấy. Thế thì đấy là một cái câu chuyện rất là thực tế. Cho nên là anh em phải lựa chọn làm sao ấy khi mà mua trà thì chắc chắn một điều rằng là nếu như là công nhân, nếu như là những người đang công chức nhà nước đang nghỉ hưu hay gì đấy mà có điều kiện mà người ta uống theo kiểu là thưởng thức trà thì chắc chắn một điều rằng là không nên mua cái dòng trà này. Theo quan điểm của mình là như vậy. Đấy, không nên mua dòng trà này. Bởi vì chúng ta không uống quá nhiều. Đấy, chúng ta không uống quá nhiều thì chúng ta uống vừa phải thôi, thì chúng ta nên uống cái dòng trà nó ít nhất nó cũng phải tầm 4 500 cho đến tiền triệu. Đấy, cái trà mà đây mình pha ở đây thì thường thường là tối đến là mình pha nó hơi nhạt. Mình sẽ không bao giờ pha đậm bởi vì pha đậm là uống cái trà này nó sẽ khó ngủ. Và cái màu trà anh em nhìn này, nó giống màu mật ong. Đấy, nó xanh xanh vàng mật ong. Đấy. Cho nên là trà mình cảm thấy là khi mà mình pha mình uống mình cảm thấy rất là sướng. Mình ngồi đây mình không uống nhiều, một buổi tối mình chỉ uống tầm khoảng độ 3 chén này thôi. Đấy. Là đủ rồi. Đấy. Cho nên mình không uống nhiều. Thế nhưng mà cái trà này mà uống ít thì chúng ta không nên mua cái dòng trà rẻ tiền này. Nếu mà chúng ta uống ít và dòng trà rẻ tiền này mua một cân thì mình uống có thể là 2 tháng mới hết. Đấy. Nhưng nếu mà mình mua cái dòng trà này, mình uống tầm một cân trà mình uống ít cũng phải tầm ở khoảng độ 1 tháng đến 2 tháng thì mình tội gì mà mình phải mua cái dòng trà này, đúng không ạ? Đấy là cái cách để mà chia sẻ cho anh em, để cho anh em nắm được, chứ không có thì rất là nhiều anh em bảo là tại sao lại trà rẻ tiền mới trà đắt tiền, người ta không hiểu là như thế nào, lý do như nào là rẻ, lý do nào là đắt, đúng không ạ? Và trong cái video này thì mình chia sẻ có lẽ rằng là nó hơi rườm rà một chút thôi, thế nhưng mà đấy cũng là cái cách để chúng ta nhận biết. Nếu chúng ta nhận biết được rồi thì chúng ta đi mua chúng ta mới thấy được rằng là nó tự tin lắm. Đấy. Nó cực kỳ tự tin luôn. Cho nên là đối với trà Tiên Lầu thì chúng tôi rất là mong muốn là anh em đi mua trà, thưởng thức trà thì nên lựa chọn cái dòng trà như thế nào cho nó phù hợp. Đấy, và cảm ơn anh em rất là nhiều khi mà đã quan tâm theo dõi đến trà Tiên Lầu.